Chào tất cả các bạn, hôm nay Phụ Kiệm Quang Trung sẽ giới thiệu với các bạn một món đồ chơi mới mới về shop. Thì đây là một cái thanh nét đấy, đây là một cái thanh nét RGB. Cái thanh nét này là cái thanh nét mà có thể cảm ứng được cái âm thanh của các bạn khi phát ra, hoặc là trên cái loa khi chúng ta nghe nhạc ấy, thì nó sẽ hấp thu cái âm thanh đó và nháy đèn này, nó sẽ nháy theo nhạc. Ở đây chúng ta sẽ có cái đèn RGB, có nghĩa là đèn này nó sẽ đổi được rất nhiều màu. Ở trên một cái thanh này chúng ta sẽ có 32 cái bóng. Đây, ví dụ như cái một cái ô chữ nhật như này, nó là một cái bóng đèn nhé các bạn. Đó, thì cái đèn này là đèn có thể thay đổi màu được. Phía sau của những cái đèn này thì nó sẽ có cái phần chúng ta sẽ chỉnh được độ sáng này, tốc độ này. Đấy, ở đây thì mình có 3 loại đèn nhé các bạn. Cái loại đèn thứ nhất là cái loại đèn mà không thể kết nối được với cả điện thoại, và cái này nó chỉ cắm điện thôi, điều chỉnh ở hai cái nút cứng này, và khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ thu âm vào cái mic này và nó sẽ nháy theo nhạc. Cái loại thứ hai ấy, thì bên mình có là một cái loại cũng giống như loại thứ nhất, nhưng mà nó có thể sử dụng được cái điện thoại của chúng ta ấy, điều khiển qua phần Bluetooth. Thì khi các bạn ấy thì chúng ta sẽ quét cái mã barcode này để cài cái phần mềm vào thiết bị nhé, cài phần mềm vào cái điện thoại ấy, sau đó bật Bluetooth lên để kết nối với cái đèn này, để chúng ta sẽ điều chỉnh được cái màu sắc, độ sáng và các cái chế độ nháy khác nhau. Đấy, cái đèn này thì nó sẽ dài hơn cái đèn nhỏ này một chút. Cái đèn này là 18 cm, còn cái này là 20 cm. Thì cũng trên này cũng là 32 cái đèn nét luôn. Chúng ta sẽ có hai cái màu là màu trắng và màu đen. Thì các bạn nhìn thấy đây, nó tương đồng nhau đúng không ạ? Thì đây là một loại cũng có mic thu ở đây. Đấy, cái cổng này thì chúng ta là cổng sạc, cổng cắm điện, cung cấp điện trực tiếp Type-C. Cái loại này thì không có pin. Đấy, cũng có nút nguồn rồi các cái chế độ đổi nhạc, đổi đèn ở đây. Còn hai cái này chúng ta ấy, thì nó sẽ có pin, nó cũng giống như hai cái này thôi, nhưng nó sẽ có pin để các bạn có thể không cần cắm pin cũng được, không cần cắm điện thì nó vẫn có thể phát ra nhạc, vẫn có thể nháy được. Bây giờ mình sẽ bật cho các bạn xem nhé. Đằng sau này nó sẽ có một cái barcode để chúng ta quét mã vạch để chúng ta cài cái phần mềm vào. Ở đây sẽ có nút on off, pick up, rồi là đây là mic các kiểu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn chỉ cần cài vào cái phần mềm quét barcode vào thôi, bật nó lên. Đấy, bây giờ mình sẽ quét cái barcode của cái thanh này. Có vẻ tối nên là nó không nhận ra. Mình sẽ ngửa sáng một chút. Có vẻ hơi tối các bạn. Để mình thử xem cái này cần tối thôi là nó sẽ không nhận được ra cái barcode này để quét luôn. Đấy, nó lên được rồi đây các bạn. Bấm vào đây. Chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ đến một cái địa chỉ để chúng ta tải cái nét DMX này trên Safe Play. Nếu mà biết cái tên này rồi thì chúng ta không cần phải quét đây nữa. Chúng ta chỉ cần viết chữ nét DMX này thôi là nó sẽ tải về. Đấy, trong khi đợi cho tải về thì mình sẽ bật cái đèn này cho các bạn xem nhé. Cái này nó có pin nên chúng ta chỉ cần bật đây thôi. Đấy, đấy các bạn thấy không? Đó, cái này bật lên. Đó, rồi. Đấy, bây giờ chỉ cần động vào thôi là nó đã nháy rồi, chưa cần nói nhá. Đấy, các bạn chỉ cần nói to một chút thôi là nó đã nháy rồi. Còn cái này thì nó phải cắm điện. Ở đây mình sẽ cắm điện cho các bạn xem. Rồi. Đấy. Cái này thì là để cắm điện này. Cái này cũng thế, cái này cũng phải cắm điện luôn. Đấy, mình sẽ cắm điện cho các bạn xem. Đó. Cái này nó cắm điện thì nó phải để một chỗ rồi. Nó hơi bất tiện tí nhưng mà để được một chỗ.
Đây, mình sẽ để cái này cho nó cái nó đỡ. Đó. Còn cái này thì không phải cắm điện nhé các bạn. Cái này thì là cắm điện này, nhưng mà nó có cả một cái chân đứng này, các bạn thì rút ra cắm vào. Một cái chân đây. Và cái này cắm cái dây macro. Đây mình sẽ cắm cái dây macro vào cho các bạn xem. Đó. Nên nó sẽ sáng như này, sau đó là nó sẽ nháy thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử cái app này cho các bạn xem nhé. Mình sẽ thử cái map này mở lên. Cái này phải mở Bluetooth này. Ở đây Bluetooth mở ra sẵn rồi. Đó, nó sẽ yêu cầu quyền truy cập. Bây giờ nó sẽ scan tất cả các cái thiết bị ở trong cái phạm vi Bluetooth của nó. Đây, các bạn nhìn thấy không? Nó đã phát hiện ra 4 cái, tức là hai cái cắm điện này và hai cái không cắm điện. Đấy, nó sẽ phát hiện ra 4 cái và kết nối ngay lập tức. Đấy, rất là nhanh. Bây giờ mình bấm nút tắt cho các bạn xem nhé. Đèn nó không nháy nữa này. Tắt. Tắt chưa? Chưa tắt à? Alo, alo. Alo, alo. Đấy, hai cái này tắt rồi. Ba cái này tắt rồi. Còn một cái chưa tắt. Đó. Cái này thì bật hết lên này. Lại lên hết này. Có thể nhiều cái để trong này quá thì là nó điều khiển nó sẽ không được chính xác lắm. Đấy các bạn ạ. Đây, mình sẽ tắt đi. Ba con này nhận, còn một con này thì không nhận. Có thể do phần mềm thôi. Cái này về các bạn có thể test sau. Ok, thì bây giờ mình bật hết lên. Ok. Đó. Cái này bật bằng tay cũng được. Đấy, nếu nó không lên thì ta bật bằng tay. Có thể là cho trong cái phần mềm này khi mà chúng ta sử dụng cũng có thể có lỗi. Vì có 4 con như này nên là có thể nó có lỗi. Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều màu sắc nha các bạn. Ở đây nó sẽ có những cái màu này có thể chúng ta có thể thêm vào. Đấy. Các bạn có thể thêm vào đây. Đó. Thì tất cả các đèn nó sẽ chuyển sang này. Còn nhìn thấy không? Đó, mình đã điều khiển được rồi. Đấy là thêm một cái màu hồng vào đấy. Ngoài ra các bạn có thể chọn thêm các màu khác nhau này. Đấy, chọn được các màu ở đây. Độ sáng ở đây. Sáng thấp xuống này. Có thể chọn sáng thấp xuống hoặc cao lên tùy theo cái điều kiện môi trường của các bạn. Ở đây nó sẽ có các cái phần cài đặt về RGB này, màu nhớ các kiểu. Rồi timer này. Để cái timer này chính là cái độ nháy ấy, tốc độ nhanh hay chậm ấy. Còn cái này nữa là cái chế độ cài sẵn trong mà trong ấy rồi. Đây, nó đã set up sẵn cho chúng ta để chúng ta sẽ tùy chỉnh theo cái hiệu ứng là mình thích thôi. Đấy. Mình nói thì nó sẽ thu âm vào như thế, còn khi cho các bạn mở nhạc thì nó sẽ thu vào. Đấy. Được không? Cái này thì cái phần mềm này đều cài được trên iPhone và Android nhé. iPhone thì từ iOS 11 cho nên là ok rồi. Đấy, có rất nhiều loại đúng không? Có rất nhiều loại pha màu, pha miếc các kiểu. Đấy, các bạn có thể xem ở đây. Ủa, nó có tận mấy chục cái này. 60 mấy cái luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Nó nháy rất là ác luôn. Thì cái này chúng ta trang trí ở đâu? Một là để bàn làm việc, cái loại bàn mà bàn máy tính chúng ta ấy, có loa nữa đấy. Thứ hai là chúng ta sẽ để ô tô. Những cái này nhiều người ta sẽ dán ở trong ô tô ấy, và nháy khi chúng mở vào xe ô tô chúng ta mở nhạc lên đấy, và nháy rất là đẹp. Đấy. Cái thứ ba là trang trí ở các cái thiết bị mà có phát ra âm thanh, thì cái này cũng rất là hay. Thì cái phần mềm này còn rất nhiều cái để chúng ta có thể vọc vạch nhá, sử dụng nghịch ngợm các thứ. Thì chúng ta có thể dùng cái phần mềm này. Các bạn ở đây có cả nhạc này. Đó. Cái nhạc này thì mình cũng chưa tìm hiểu, nhưng mà đây nó có cả nhạc này các bạn. Chắc là ép playlist vào đây để nghe nhạc đấy.
Các bạn có thể có thể xem cái này và vọc vạch sau nhé. Rồi bây giờ mình sẽ để cái link ở bên dưới cái video này thì các bạn có thể vào xem chi tiết hơn về các sản phẩm này, giá cả như thế nào. Đấy thì mình giới thiệu sơ qua cho các bạn xem cái clip này rồi đấy, về cái thiết bị một trong những cái mà đang hot ở thị trường hiện nay. Đó. Nói chung cái này để trong nhà mà chúng ta mở nhạc lên, nhạc đập mạnh các kiểu thì cũng rất là ok. Rồi bây giờ clip chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Chào các bạn.